Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Như vậy là cái thằng Asia Network đã chính thức cho chúng ta khai thác cái phiên bản chính thức rồi nha các bạn. Và hiện tại thì bạn nào mà khai thác phiên bản iOS á, thì các bạn có thể nhấp vào đường link bên dưới phần bình luận, mình có để cho các bạn khai thác phiên bản iOS nha. iOS hiện tại là chúng ta khai thác trong web nha các bạn. Còn cái app của nó là sẽ cho ra mắt trong thời gian sắp tới nha các bạn, mà cũng gần thôi. Hiện tại nó đã thông báo là nó đã đưa lên App Store rồi, chỉ chờ mà App Store duyệt thôi nha các bạn. Thì thằng ICE trên trang chính thức của nó cũng đã thông báo là chúng ta đã có thể khai thác chính thức nha các bạn. Đây nè các bạn nè, chúng ta đã có cánh và ICE Network đã chính thức phát sóng. Chúng tôi đã sẵn sàng định hình lại thế giới kỹ thuật số. Hôm nay chúng ta thắp sáng thế giới. Đấy, và hiện tại thì các bạn có thể khai thác trên cái app nha. Đây là phiên bản chính thức nè, và nó không đặt lại số dư nữa nha các bạn. Hiện tại là chúng ta khai thác bao nhiêu là chúng ta sẽ được bấy nhiêu luôn nha. Rồi thì ở giao diện đăng nhập như thế này, bạn nào mà chưa đăng nhập, chưa biết đăng nhập, đăng ký như thế nào thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phần mình luôn nha. Các bạn có thể click vào để mà đăng ký tài khoản khai thác thằng ICE Network càng sớm càng tốt nha các bạn. ICE Network là một dự án tiềm năng nhất năm 2023 đến năm 2024 mà các bạn nên tham gia nha. Rồi và ở giao diện đăng nhập như thế này, nhiều bạn vẫn chưa biết nó là cái vấn đề mà khó một phần số ICE lại để tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Thì các bạn muốn tăng tốc độ khai thác nhanh ở thằng ICE này có hai cách ở thời điểm hiện tại. Đó là thứ nhất, đó là các bạn đi mời bạn bè nha. Các bạn mời càng nhiều bạn bè thì tốc độ khai thác của các bạn càng cao nha. Để mà mời bạn bè thì các bạn bấm vào cái chữ invite friend nè. Thì ở đây nó có cái mà copy link nè, các bạn copy đường link này, các bạn đi giới thiệu cho bạn bè nha. Thì bạn bè của các bạn nó sẽ có hai cấp nha các bạn. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem, đây là bạn bè cấp 1 nè. Còn đây là bạn bè cấp 2. Thì ở bạn bè cấp 1 á, thì các bạn sẽ nhận được 25% tốc độ khai thác của bạn bè. Và bạn bè của các bạn nhập mã mời của các bạn, họ cũng sẽ tăng 25% tốc độ khai thác. Tức là cả hai người cùng tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Rồi ở bạn bè cấp 2 á, thì các bạn sẽ nhận được 5% tốc độ khai thác của bạn bè nha. Rồi ở đây hiện tại thì nó có cái nút pin nè. Đấy, nó rất giống cái thằng bi nước quốc luôn nha các bạn. Đó là các bạn những ai mà không khai thác á, những ai mà quên khai thác các bạn có thể pin nha. Rồi và cách tăng tốc độ khai thác tiếp theo đó là các bạn phải khó một phần số ICE lại nha. Và để mà khó các bạn bấm vào cái dấu 4 chấm trên này nè. Rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào cái nút Stacking nè. Các bạn bấm vào nha. Thì ở đây các bạn sẽ gửi Stacking để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Và để gửi Stacking là các bạn có hai cái phải mà điều chỉnh. Đầu tiên đó là thời gian. Đây, thời gian các bạn có thể tăng lên 4 năm, 5 năm. Cao nhất là 5 năm nha các bạn. Và các bạn có thể tăng lên đến gửi đến 5 năm và tăng tốc độ khai thác lên đến 250% nha các bạn. Đây là các bạn có thể tăng nha. Và hiện tại là các bạn nếu mà các bạn mà lâu cái mà gửi này là các bạn không được hạ xuống nha. Giống mình nè, mình lâu được 3 năm nè. 3 năm là mình gửi được 3 năm nha, và mình không được hạ xuống 2 năm là mình phải tăng lên đấy. Các bạn có thể một khi mà các bạn mà lâu cái này rồi á là các bạn không thể nào mà hạ số năm xuống nha. Cho nên các bạn phải hết sức lưu ý nha. Ví dụ ở đây mình lâu 3 năm là đấy, các bạn muốn 4 năm thì các bạn kéo lên. Nói chung các bạn mà gửi càng lâu, thời gian càng lâu thì tốc độ khai thác của các bạn sẽ càng cao nha. Còn tiếp theo đó là các bạn phải khó một phần số ICE lại nè. Khó nè, ở trên là thời gian nha, còn nút bên dưới là cái phần trăm mà các bạn khó. Ở đây ví dụ mình khó 70-80% đi. Ví dụ các bạn khai thác được 10 đồng ICE thì nó sẽ đem 8 đồng ICE để nó gửi Stacking để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Nói chung các bạn gửi cái phần trăm này càng nhiều thì tốc độ khai thác của các bạn càng cao. Ví dụ ở đây mình tăng lên 4 năm, mình tăng lên 90% đây thì cái tốc độ khai thác nó sẽ cộng thêm 153%, thấy không các bạn. Rồi sau khi mà các bạn chỉnh đầy đủ các thông số như thế này, và các bạn nhớ nha, các bạn mà một khi các bạn lưu là các bạn không được sửa lại nha. Các bạn chỉ có thể sửa tăng lên chứ các bạn không thể nào sửa hạ xuống nha các bạn. Ví dụ các bạn lưu 4 năm là nó sẽ 4 năm. Các bạn có thể sửa lên 5 năm chứ các bạn không thể nào mà lùi xuống lại 3 năm nha. Cho nên các bạn mà cân nhắc kỹ trước khi mà các bạn lưu cái mà gửi Stacking để mà tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn chỉnh đầy đủ thông số nè, các bạn bấm vào cái nút tôi đồng ý với các điều khoản nè. Rồi các bạn bấm vào cái nút restart now ở phía bên dưới nha các bạn. Là lúc đó tốc độ của các bạn sẽ tăng nha. Còn ở đây thì mình chỉ, các bạn có thể tham khảo cái gói gửi của mình nha. Mình gửi đó là 3 năm, mình khó 3 năm, khó IC 3 năm và mình khó 75% nha các bạn. Và mình có một cái thông tin cho các bạn để mà các bạn có thể tham khảo nha. Đó là cái lộ trình của thằng này, đó là vào khoảng tháng 7 năm 2024, tức là khoảng 1 năm nữa là nó sẽ may nếp mở nha các bạn. Cho nên các bạn có thể mà dựa vào cái thông tin này để mà các bạn có cái mà quyết định khó cho nó hợp lý nha các bạn. Các bạn gửi Stacking cho nó hợp lý nha. Và cái thằng ICE Network này nó có một cái hay nha các bạn, đó là các bạn khai thác thì nó sẽ được cộng nha. Còn các bạn mà đến ví dụ các bạn sau 24 tiếng các bạn vào nhấn cái búa nè cho nó khai thác một lần nha.
nó tự động khai thác nhanh qua. Nhưng mà nếu mà các bạn sau 24 giờ mà các bạn không vào bấm cái búa thì nó sẽ trừ như các bạn, nó sẽ trừ, nó giảm tốc độ khai thác dần dần dần, nó trừ cái số IC mà các bạn khai thác luôn. Cho nên các bạn canh đúng giờ để mà các bạn vào bấm cho nó khai thác nha, các bạn không nên để quá thời gian nha các bạn. Đây là một cái điểm khá hay mà chưa từng thằng coin nào làm được luôn các bạn. Lúc trước là những động cơ khác là chúng ta khai thác 24 giờ, sau 24 giờ chúng ta quên cái tia sét á. Ví dụ như thằng Bay đi quên kích tia sét thì nó vẫn tốc độ nó vẫn vậy, nhưng mà thằng này nếu mà các bạn quên kích quên vào để mà kích cho nó khai thác á, thì nó sẽ trừ số IC trừ lần lần nha các bạn. Các bạn càng quên thời gian càng lâu thì nó sẽ trừ càng nhiều số IC nha, cho nên các bạn lưu ý cái này nha, các bạn nhớ kích tia sét cho nó đúng giờ nha các bạn. Rồi các bạn có thể bấm vào cái coi hình con này nè, thì ở đây nó có hai cái ở trên và cái dưới nè. Cái ở trên nó tức là bạn là một người khai thác IC bình thường, sau 24 giờ các bạn vào kích cho nó tự động khai thác để nó xác minh bạn là một con người thật, không phải là người máy. Còn phía bên dưới á, là bạn là đại sứ nha, tức là các bạn mời hơn 100 bạn bè là bạn sẽ trở thành đại sứ, và trở thành đại sứ thì sau này bạn sẽ hưởng được các đặc quyền của thằng ASEAN Network trong thời gian sắp tới nha các bạn. Rồi để mà xem cái bảng xếp hạng á, các bạn bấm vào dấu 4 chấm nè, rồi các bạn bấm vào cái chữ Start nè. Đây ở đây nó có một số cái thông tin nha các bạn. Như là số người đang online khai thác ở thời điểm hiện tại là lên tới 297.000 nha các bạn, một con số cực kỳ lớn luôn. Chỉ sau một ngày ra mắt mà nó đã có tới gần 300.000 người khai thác rồi. Còn ở phía bên dưới nè, đây là cái bảng xếp hạng những người mà có số lượng mà khai thác ASEAN nhiều nhất nha các bạn. Còn phía bên dưới đó là cái mà bảng xếp hạng, đó là top những cái quốc gia mà có số lượng username nhiều nhất nè. Trong khi đó Việt Nam của chúng ta là đứng thứ tư nha các bạn. Đứng đầu đó là Nigeria nè, thứ hai đó là Ấn Độ, thứ ba đó là Bangladesh nha. Còn Indo là đứng thứ năm, Việt Nam là đứng thứ tư nha các bạn. Đây là một Việt Nam đứng thứ tư cũng là một số lượng tài khoản rất là nhiều đó các bạn. Và hiện tại cái thằng ICA Network này nó chưa có nguồn cung nha các bạn. Nó ghi là tổng tổng nguồn cung là bao nhiêu. ICA Coin thì nó ghi là tổng nguồn cung của ICA tiền xu dựa trên nhiều yếu tố như là tổng số người dùng đã đăng ký, thợ mỏ đang trực tuyến và sự kiện giảm một nửa và tiền thưởng, và do đó không biết được cho đến khi mà giai đoạn 1 kết thúc nha các bạn. Tức là hiện tại nó chưa có cái tổng nguồn cung cụ thể nha các bạn. Ví dụ nhiều người khai thác thì tổng nguồn cung quá lớn, còn ít người khai thác thì tổng nguồn cung nó sẽ giảm lại nha các bạn. Cho nên hiện tại chúng ta cứ việc tranh thủ khai thác sớm nhất, càng sớm càng tốt nha các bạn. Và đây là cái bảng mà giảm tốc độ khai thác của thằng ICA Network nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy từ 0 cho tới 50.000 cái mà tài khoản hoạt động tích cực thì nó sẽ là khai thác với tốc độ 16 IC trên 1 giờ, và từ 50.000 cho đến 250.000 thì là 8 IC cho 1 giờ, và từ 250.000 cho tới 1 triệu người thì nó sẽ ở 4 IC cho 1 giờ. Và hình như là hiện tại là chúng ta đang khai thác với tốc độ 4 IC sau 1 giờ sao các bạn ạ. À? Thì tại vì chúng ta đang ở khoảng 300.000 người thợ mỏ nha các bạn. Đây, nói chung số lượng người khai thác càng lớn thì tốc độ nó sẽ càng giảm nha. Cho nên hiện tại chúng ta khai thác sớm thì chúng ta sẽ có lợi thế hơn nha các bạn. Tại vì chúng ta khai thác sớm thì số lượng người sẽ ít hơn, mà số lượng người ít hơn thì chúng ta khai thác được nhiều hơn nha các bạn. Còn các bạn khai thác càng trễ thì tốc độ nó sẽ càng giảm nha. Đấy, các bạn có thể thấy vài bữa nó giảm xuống còn không chấm mấy thôi các bạn, không chấm mấy IC cho 1 giờ thôi, cho nên tốc độ khai thác nó rất là thấp nha các bạn. Rồi, và hiện tại bạn nào mà chưa khai thác IC thì mình khuyên các bạn là nên khai thác IC nếu có càng sớm càng tốt nha các bạn. Rồi, video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc, và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.